Rồi cameraman mướn nó chủ yếu nó quay là nó quay cho mình mà cuối cùng nó không chịu quay gì chứ rồi nó giờ mình không à. Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay á là tôi có thuê một cái con nhỏ hoa hậu đặc cấp quốc gia đi về tại cái cửa hàng này để quách đi đi về đi khép quốc hả? Khép quốc. À với màn trình diễn của hoa hậu Lý Ân Hello mọi người, em là Á hậu 1 của Thái Lan. Welcome in my United. Đến từ Thái Lan. Diễn giới thất bại. Nam chí tinh giác tên là Tạ Quý Bùn Kha Khoan Clay. Xin chào. Sao qua đi khà. Hai khao khà bí nì. Khao lai la. Sao qua đi khà. Anh thấy em là anh nãy giờ anh chạy nước miếng nãy giờ. Anh xích qua đây cho anh phỏng vấn về câu nè. Muốn nói gì nè. Rồi lý do tại sao mà em đẹp nhất nách vậy hả? Em không biết sao nó cha sanh mẹ đẻ lo cái đầu em ra trước cho nên là không biết sao đẹp. Rồi nói thiệt với anh em đẹp cả sớm mà. Không trời. Trời ơi, em là người em đẹp cả sớm mà. Đẹp cả sớm luôn đó hả? Dạ. Trời ơi trời, mà sao anh thấy cái tướng bá em ngon lành lắm nè. Có một cái là lông nách nó hơi bị dài lú lú ra đây nè em. Sao em không tém tém vô? Anh à, cái này là cái phong cách 2021 là phải là người phụ nữ có lông nách với anh nha. Người phụ nữ bớt có lông soi, nách. Bớt soi nhanh nha, nha. Được anh rồi. Rồi đến với cuộc thi ngày hôm nay thì em có điều gì muốn nói với khán giả không? Em xin muốn nói với khán giả thì em là một người con gái của đất quê mẹ mình. Cho nên em muốn gửi lời đôi lời với khán giả là mình là người Việt Nam, mình hãy cố lên chung tay chống dịch nha bà con nha. Ôi là la. Em quên cái đầu quỷ yêu em quên. Mình hãy chung tay chống dịch nha bà con nha. Thôi mà con nhiều. Của em, phần cuối thi của em hết rồi em vô rồi bạn. Không mà giải thưởng nên chương trình mình đã gì anh không có gì cho anh ra đây giới thiệu không giải thưởng mà kia tao lại mày mời tao lại làm con mẹ gì đây thì cái này gì chơi mà diễn chơi mà mày rảnh quá tối rồi cho dứt quay đi được hả mày chưa quay rồi đang cái này đang TikTok mọi người không xỉu rồi đã bắt quay đứng. Trời ơi, em nói cho mọi người nghe nha. Đây, cái mặt diễn viên chính nằm đây nha. Quỷ yêu không mà. Quay trên mặt không vậy, quay từ trên xuống dưới đâu coi, quay xa ra coi. Trời ơi, trời quỷ yêu các cameraman mà sao mà nó ngu bò vậy á. Để nói không hà. Ê cameraman. Để ăn bánh lăng hả? Ờ lũi Việt mà. Đó, gì? Trời ơi, nói cho mọi người nghe nha, ngày hôm nay là MV này tên gì cái gì? Bằng lòng đi em. Bằng lòng đi em, MV cơ có tuổi mà chưa có tiếng trên thị trường. Vậy à, TikTok ta âm âm mày nha. TikTok ta đụng với 5 tháng. À, có tiếng mà chưa có tuổi trên thị trường. Thì bậy à, có tên, có tuổi đàng hoàng. À MV vừa tuổi vừa tên như thị trường. Có tên, có tuổi, có thị trường. Chứ ta có nói gì đâu. Có tuổi, có tên, có thị trường luôn. Trời ơi, tao nói là MV có tuổi, có tên, có tiếng ở thị trường. Cái tao tới công chuyện với mày quá thằng kia. Mày khó khăn, khó ưa quá vậy. Thì MV ải bông tình. Không, em của em. Ải bông tình là cuối tuần mới ra. Ải bông tình là chồng của MV về miền Tây, về quê gì nè, lộn. Giới thiệu mà lộn là nghỉ, giới thiệu là vô lêu này nè. Thì sắp ra mắt tại I am in cái Sóc Trăng cái nãy tịch. Welcome in more tại xứ sở ghe chèo. Xứ sở bánh bía không có ghe chèo. Lễ hội chèo ghe ông nội ơi. Lộn. Xứ sở tại lễ hội chèo ghe in Sóc Trăng tại quận 7. Lễ hội ông bắp chứ ông có đua ghe gì vậy cái này. Lễ hội ông bắp bà bơ. Xin ốc bông bóc là của dân tộc Khmer chứ không có bơ nha. Ấp bông bắp, tao tán cái gõ chứ tạm thì mình đứng yên cho tao quay coi. Ấp bông bắp Sóc Trăng thì ngày hôm nay thì vũ đoàn lộn một cái đoàn ekip của em hiện tại thì 48 người mấy bạn ạ. Và 500 anh em đó. Ơi. Nhiều. Mày xạo mày có 4 người mẹ mày giới thiệu tào lao mày à. Tào lao. Trời ơi, chút xíu được cái gì? 40 người, thông cảm đi mấy bạn. Quên khi quên thôi thì có mặt tại ải bông tình. Quên hoài cái gì quê về quê với ải không tình nó mẹ đấy nó cái gì kể đi đúng không thì hôm nay thì tưởng vào vai cô dâu thì bị
À, lấy chồng nước ngoài mà cái mày xạo quá mày bữa nay mày lấy chồng miền Tây mẹ luôn chứ nước ngoài gì. Hôm nay tụi em sẽ lên xe hoa lấy chồng nước ngoài. Cái bị bỏ đó. Thì bị chồng bỏ cho nên đổi đi lấy trai. Thì các bạn nhớ đón xem mặt mày bị bỏ đúng rồi. Các bạn nhớ đón xem video của tụi em nha. Chào mọi người nha. Rồi nhận em. Nhớ bán xe nha các bạn nha.